Xin chào con bà cô chú. Chị đi học. Hello cô chú anh chị ơi. Hôm chi buổi sáng em chị không được vui nè. Cà phê ăn sáng. Sáng nay ba chị đưa hai mẹ con đi học hả cô chú anh chị. Mà sáng nay sương mù, bây giờ là 8 giờ hả cô chú anh chị. 8 giờ là sương nó đỡ rồi đó. Có trời ló nắng lên, chói nắng lên là bắt đầu sương nó tan bớt. Chứ hồi sáng á, dậy không có thấy một cái gì hết trơn cô chú anh chị. Âm u mù mịt tối tăm. I think the bus it still work. Maybe it does. Yeah. Yeah. 7 giờ kém nhưng mà ba chi đưa hai mẹ con đi học sớm. Xong rồi đi đến đó hai mẹ con Kim sẽ đi vô quán cà phê ngồi ăn sáng hả cô chú anh chị. Tại vì một chút nữa là ba chi sẽ có cuộc họp lúc 8 giờ rưỡi đó, không có chở đi được. Mà ba chi sợ hôm nay xe bus không có đi, lý do là hôm qua thấy cái đường để là cái đường đang sửa chữa ha. Nhưng mà sáng nay Kim vẫn thấy người ta đang đứng đợi bên xe bus kìa. Mẹ ơi, em bé, đi chơi, cà phê, ăn sáng. Đúng rồi. Xin chào con bà cô chú. Mẹ ơi, em bé, đi chơi, cà phê, ăn sáng. Đi cà phê ăn sáng. À, đi cà phê ăn sáng. À. Xong rồi đi học. Ok. Xong rồi đi học. Xong rồi đi học. I mean up. Xong rồi đi học. That's right, yeah, after that. Đi yeah. học. Yeah. Chị xin chào bà cô chú ơi. Xin chào con bà cô chú. Chị vui chưa? Xin chào con bà cô chú, con đi học. Con đi học đúng rồi, giỏi. Con đi học. Chị nói bự giảng luôn rồi kìa. Ngồi cái đầu nó chuẩn bị lú lên khỏi cái ghế đó luôn kìa. Đi học. Một chút chị nữa, ba chi là 10 giờ rưỡi bắt đầu đi sân bay của chú anh chị. Ba chi sẽ đi đến thứ hai tuần tới nữa mới về. Lần này là đi New York nữa cô chú anh chị, đi Mỹ ha. Honey, do some video for me when you're in New York. Please. Hi, Sacho. Thank you. Don't forget about that. Alright, give me a kiss on a cuddle. Come here. You'll be a good girl for mummy, okay? Okay. Alright, come here, sweet pea. Come here. Come on then, sweetheart. Xin chào mọi người chú. Xin chào con bạn con chú. Chị đói bụng không? Chị ăn nhiều lên nha. Nha. Đây phần ăn sáng của ông chị nè cô chú ơi. Sandwich với lại thịt xông khói, xúc xích với lại trứng hả mọi người. Cái này làm chi với mẹ ăn luôn á chứ mình làm chi ăn đâu hết hả chị hả?
Don't forget, I'm 5 hours behind you. And I don't land until 4:30. Then I've got to meet the customer. We've got to get a taxi into New York City. We probably ain't going to be there till 7 because I land at 4:30 and two of them don't land until 5:30, 6 o'clock. So we're not going to probably be in Manhattan till 7 o'clock, which is going to be midnight here. Okay, but when I land, I'll give you a call, okay? Take care. Remember how much I love you. Hôm nay Tony đi công tác ở New York ở Mỹ, cô chú anh chị đi một vài thành phố ở Mỹ á. Chuyến công tác này thì Tony sẽ dẫn khách hàng đi tham quan New York với Las Vegas. Tại vì khách hàng đã mấy chục năm rồi, khách hàng lâu năm thân thiết á, mà người ta cũng đã mua sản phẩm của mình rất là nhiều cô chú anh chị, cho nên là dẫn người ta đi một cái chuyến nghỉ dưỡng tham quan ở Mỹ ha cô chú anh chị. Thì Tony đi đến 7 ngày lần mọi người, đi đến thứ hai tuần sau mới về. Cái loại bông cải xanh này nè, Kim rất là thích ăn cái loại bông cải này của chú anh chị. Kim hôm nay sẽ lấy ra cắt rửa để hộp, cắt rửa sẵn như vậy đó, để cho khô ráo nước ha mọi người. Xong rồi để vô trong hộp, bỏ tủ lạnh, khi nào mình ăn thì mình lấy ra ăn thôi. Mỗi lần mình nấu ăn á, ăn bao nhiêu á thì lấy ra bao nhiêu, chứ không có cần phải gọt rửa gì nữa ha mọi người. Như vậy cho nó nhanh ha của chú anh chị. Chi thì chỉ thích ăn có một cái loại bông cải xanh này thôi nè ông bà cô chú ơi. Chi nó Kim cũng tập ăn rau nhiều dữ lắm mà chi nó rất là kén ăn cô chú anh chị. Chi ăn bông cải xanh với lại cái gì nữa ta, ăn bắp, dưa leo, xà lách, vậy là hết rồi đó. Không ăn cà rốt luôn ha, không ăn cà rốt, không ăn đậu gì hết trơn á. Cái cùi của bông cải này nè cô chú anh chị, Kim cũng rất là thích ăn. Cái cùi này mình có thể làm được nhiều món đó mọi người. Mình có thể ngâm với nước tương giấm đường nè, hoặc là Kim cắt ra như vậy đó, xong rồi luộc ăn cũng rất là ngọt ha, chứ không có bỏ ha mọi người, tận dụng hết. Hôm nay Kim mua được cái con gà này nè cô chú anh chị. Kim thấy để là gà organic, là cho ăn bằng bắp ha cô chú anh chị. Mọi người thấy là cái da gà nó màu vàng á, giống như gà ta của Việt Nam mình, nhưng mà ăn nó không có dai bằng gà ta ha cô chú anh chị. Ăn cũng có mùi thơm của gà hơn là gà công nghiệp. Cái gà này người ta bán bên đây, người ta bán ta đóng gói á cô chú anh chị. Gà ta bán không bao giờ mà thấy có đầu với cổ ha, với lại cũng không có chân luôn, người ta chặt cái chân mất rồi. Về mình làm sạch lại rồi cái cắt ra. Sẽ làm cái con gà này làm được 3 món luôn đó cô chú anh chị. Có hai mẹ con à. Giờ Kim sẽ cắt cái đùi với cái cánh ra, Kim làm nướng ha. Cái xương thì Kim nấu canh, còn hai cái ức gà thì có thể ngày mai Kim luộc hay làm thêm một cái món gì nữa. Gà mua về Kim sẽ thường hay chà với muối cái phần da nè mọi người, cho nó sạch với lại nó đỡ có hôi á, hôi lông á mọi người. Chà cho sạch xong rồi cái mình làm ăn cảm giác nó cũng mạnh miệng hơn ha mọi người. Cái con gà này Kim mua, cái con gà này là loại nhỏ đó cô chú anh chị, 6 đồng mấy, gần 7 đồng là khoảng 200 ngàn. Còn gà công nghiệp thì nó sẽ rẻ hơn. Gà ở bên này rẻ lắm mọi người, gà với lại thịt heo gì đó rất là rẻ luôn. Thời tiết ở đây mưa gió thất thường lắm cô chú anh chị. Bây giờ Kim sẽ ướp gà nướng nè. Gà nướng thì Kim có xả với hành tím á, mọi người có hành tím nhưng mà nhà Kim không có hành tím, Kim lấy nguyên cái củ hành tây luôn.
với lại một ít gừng nữa cô chú anh chị, mình sẽ giã nhuyễn ha, xong rồi mình ướp dầu gà. Làm gì hả con? Chị đi học về nè ông bà cô chú ơi. Cái xương gà, cái xương gà em sẽ nấu canh hả cô chú chị? Nấu canh cải. Nấu canh cải với lại bông cải xanh châm chiên. Còn mấy cái bông cải này em sẽ để tủ lạnh ăn dần. Đây là cái phần xương gà em nấu canh hả mọi người. Bữa tối đã xong rồi nè, xin mời ông bà cô chú nha. Đây Kim có gà nướng mật ong hả mọi người, cánh gà với đùi gà Kim nướng, còn cái xương gà là Kim nấu canh nè cô chú anh chị, cái xương nấu canh ha. Còn một cái phần ức gà nữa, ngày mai Kim sẽ cái phần ức gà thì Kim bỏ tủ lạnh, bữa sau Kim sẽ làm món khác nữa hả mọi người. Xin mời cô chú anh chị nha. Ngon bé gọi đi. Got this father, got the son, got the Holy Spirit. Amen. Nói gì? The prayer thing. Ông bà cô chú ăn cơm chưa? Ông bà cô chú. Thì Kim có món dưa món hả cô chú anh chị? Dưa này giống như là ngâm nước tương đường hay sao đó, ăn nước mắm gì đó. Mà dưa leo, củ cải, cà rốt gì đó cô chú anh chị. Khoai khô xong rồi ngâm ăn giòn rất là ngon mọi người. Felix's brother said to me, he knows that I speak at Vietnam. Nước mắm với đường, ngâm nước mắm. And I think he what mẹ? Do you send oil Vietnam videos as well? Yeah. To Felix, is he ready? Yeah. I just want you to. Chị mặn mà cô chú ăn cơm chưa? Ông mặn mà cô chú. Gà là chị sáng ngày ngủ dậy nói thấy thương lắm không mà cô chú. Sáng sớm ngủ dậy nói mẹ con mới nằm mơ con thấy là con ăn cánh gà. Xong hôm nay mới là nằm mơ chị thấy luôn hả? Chị nó rất là mê cánh gà đùi gà mà nướng cái này nè cô chú anh chị, cái nướng mật ong ha.
mê lắm, rất là thích ăn luôn hả chị hả? Ừ. Chị ăn đi. Con cầm cái tay con ăn luôn đi. But I want a paper. Rồi nè. Chị muốn ăn mà sợ giơ tay nè, cho chú anh chị đưa cái này quấn cho. Rồi. Ăn thử cái ngon không? Ăn broccoli nữa nha. Bông cải xanh. Chị lấy cái muỗng bự dữ vậy? Ăn muỗng nó luôn hả? Chị. Chị muốn lấy muỗng khác không? Uh-huh. Ở đây mẹ có một miếng ức gà luộc cho chị nè. Chị get it for me. Ok. Mình lấy muỗng khác đúng không? Uh-huh. Nè. Lấy nĩa khác không? Uh-huh. Ăn nĩa này hả? Thì nhỏ rồi lắm. Mời ông bà cô chú ăn cơm với em Chi nha. Cái dưa món này nó giòn dữ lắm luôn. Nóng hả không? This is a bone. Gân á, mà để ra. Mà. Billy's brother comes up to me and said, say one thing about Vietnam. When? At school. Today? Yeah. What did he say? When me and Evelyn, or I mean when me and Emma and Harry Ledger, we were making the bird nest. Mm. And then Felix's brother comes up to me and say one word. What? About in Vietnam. What did he say? I just said, he said, say one thing to me of Vietnam, but didn't say it. Mm. And just run away and say bye, and I said bye. Mm. Mm. Bánh gà này ngon quá hết chị ha. Cái gà này bữa nay Kim mua cái gà organic mà người ta cho ăn bắp của chú anh chị. Cái gà cho ăn bắp thì cái da nó vàng. Nó giống như là cái gà ta mình nhưng mà ăn nó không có dai bằng gà ta hết mọi người. Mẹ. I was dreaming about with one of my and Barry teachers to go there as well. Ok. And I was dreaming about these. Tội nghiệp anh chị chưa? Em Chi mà nằm mơ thấy ăn đùi gà, cánh gà nướng luôn đó. Dễ sợ không? Thèm lắm hả chị? Mấy bữa trước là em Chi nói em Chi muốn ăn cánh gà nướng rồi đó mà cô chú.